Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh mát của mình. Bài hôm nay mình sẽ vẽ về chủ đề ước mơ của em. Và bài này cũng có thể làm tranh ô tô mơ ước của em. Các bạn cùng bắt đầu vẽ theo mình nhé. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hãy cho mình xin một nút like, share nếu thấy hay và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đặc biệt, hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để mỗi khi mình ra video mới, các bạn là người đầu tiên nhận được. Tạm biệt các bạn.